logo thị xã Tân Châu rất là đẹp nha các bạn. Thị xã Tân Châu nằm dọc theo bờ sông Tiền. Tôi mời tất cả bà con mình cùng tôi làm một lộ trình từ từ bến đò Mương Miễu Tân Châu. Mình đi ngược về Phú Tân nha cả nhà. Thì thôi mình đi vòng quanh thị xã Tân Châu này, đi đến đâu hết pin thì tôi sẽ xin tạm dừng đến đó nha. Bây giờ tôi mời cả nhà cùng tôi đi tham quan một lộ trình này nha. Con đường của thị xã Tân Châu dọc theo bờ kè, bờ sông, dọc sông Tiền này rất là đẹp đó cả nhà ha. Bên kia sông là Đồng Tháp rồi. Châu này cũng thuộc tỉnh An Giang mình nha. Vòng quanh Tân Châu một chút xíu ha. Đi nữa cả nhà ơi.
vào du lịch Tân Châu đó mình rẽ phải thì đi vào chợ thành phố Tân Châu đó nha cả nhà, chợ thị xã Tân Châu đây, đường vào chợ. Mình đi ngang đó thì mình thấy mình ghi hình cho cả nhà xem thôi. Bây giờ mình tiếp tục lộ trình nữa nha. Bánh bé, bánh. Thank you.
thì nơi đó cũng có một cái bến một bến phà nữa, cũng là một bến phà bến đò Chợ Dạm đó anh Thành. Lộ trình của mình sẽ đi đến đó nha. Giờ này là họ hát đi xèo.
cho nên bà con mình cũng không ít ai ra đường. Xin tạm dừng cái lộ trình của mình ở chỗ xã Tân Phú này nha cả nhà. Dạ, có huyện Tân Phú và cũng có xã Tân Phú nữa. Thì thôi bây giờ cũng nắng quá, mình cũng xin tạm dừng lộ trình mình ở đây để mình chạy cho nhanh một chút xíu nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.